Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh học tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đến với bài 6 Yên hộ yu lơ sơ, là pháo bông và rác. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu là đắt nhiều thì là tại sao lại rất là nghiêm trọng, cũng như đơn vị tính là đơn vị đo lường á, là triệu tấn à, công tuần. Và mình sẽ tìm hiểu chữ Trung là gồm những cái bộ phận nào cấu thành. Qua đó mình sẽ cùng nhau đoán chữ, chơi trò chơi đoán chữ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nội dung bài học. Đi lưu cơ yên hộ yu lơ sơ. Jin nian de xin wen shuo, kwa nian huo dong jie shu yi hou, liu xia de lơ sơ da yue you shi ji gong dun. Hôm nay xin wen ha, là tin tức ha. Tin tức báo là khoa niên hóa tông à, cái dịp mà năm mới à, khoa niên nó cũng là xin niên luôn ha, nó bước qua năm mới. Chỉa su dị hô, sau khi kết thúc thì để lại một lượng rác là đến cả chục triệu tấn. Mỹ xảo tạo chính rắn dụng chân mơ tố lơ sơ tố tự răng chinh chế rình duyên sảo dễ sảo bù hoàn là bà. Không ngờ ha, Mỹ sản tạo không ngờ quả thật hay là thực sự là dơ mơ tua nhiều như vậy, lơ sơ tua tở rác nhiều đến nỗi làm cho nhân viên dọn vệ sinh quét cũng quét không hết, sảo với sảo bù ảnh. Jin nian huo nian shi you shi ji shi wan ren qu kan yin huo yin jie xin nian dan ran hui you zhe me tuo le shi. Lơ sơ mỗi năm mì niễn ha, mỗi năm vào dịp năm mới thì có hơn ha sử quan dẫn sử quan ha, quan là 10.000, còn sử quan là 100.000 người ha, đi xem pháo bông diễn chế chinh niễn xin niễn là đón chào năm mới, thì đương nhiên là sẽ có nhiều rác. Mỹ chua ở chị hậu lại mì niễn rừng sư yue lại yue tô 这些年甚至超过100万人. Không sai. Đồng thời những năm sau này mỗi năm người ngày càng đông rỉnh với lại dê thua. Chứ chỉ niễn những năm gần đây thậm chí là vượt quá 100 rỉnh là 100 ha, đâu 1 triệu người ha. 100 là 1 triệu. Qua nó là trăm ngàn ha, 10.000 đó là ý quan đó, qua là đơn vị tính là 10.000. Lơ sơ vấn đề thế mà nghiêm trọng, chính phủ có mấy có biện pháp xử lý rác rưởi thì nghiêm trọng như vậy, chính phủ có cách gì xử lý hay không? Chính phủ cho là rất nhiều tuyên truyền hải báo. Chính phủ làm rất là nhiều cái tờ rơi tuyên truyền, xuyên truyền hay là tuyên truyền, hải báo là tờ rơi, tờ quảng cáo. Dễ phân là hình tố lơ sơ thùng và cũng đặt nhiều cái thùng rác. Xi quan ta gia dạng trẩn hào xí quan, hy vọng mọi người tập cái thói quen tốt. Phú giao bà lơ sơ tiêu dài đi sang, đừng để rác quăng ở trên đường, vứt ở trên đường. Nếu có thể mỗi năm giảm thiểu là 10% của lơ sơ lượng. Nếu như mỗi năm có thể giảm được 10% lượng rác. Chính chế nhân viên ý hậu chứ bù hội zơ mơ xin khủ lơ. Những người dọn dẹp rác sau này cũng không cần phải cực khổ như vậy. Sư à, yên hộ cảm giác hẳn mệ, đàn sư ủ mần yng gái răng hoàng kim ý dạng mệ hảo. Đúng vậy, pháo bông thì rất là đẹp, nhưng mà chúng ta cũng nên giữ cho môi trường ý dân mỹ học cũng đẹp như vậy, ở đây nghĩa là cũng đẹp như vậy. Toàn vẫn dù chữ tờ hành chữ những chữ hán có hứng thú hay là thú vị ha. Hiện tại sử dụng tờ hành chữ đa bộ phận sử dụng 2 bộ phận chủ thành tờ. Hiện tại sử dụng chữ án đa phần là dùng 2 cái
cụm từ để hợp thành với nhau. Ví dụ, qǐ shì dà, từ qǐ này là lớn, gēn hě zǔ chěng de qǐ de zuǒ biān jiā shàng mǎ jiù shì qǐ mǎ. Cùng với từ hě hợp thành, từ hợp thành thì từ qǐ ở zuǒ biān ở bên trái, jiā shàng mǎ rồi lên ngựa ha, thêm ngựa nữa thì là qǐ, đây là không, đây là qǐ, từ này là qǐ chē, là cưỡi xe ha, chạy xe. Qǐ de shàng miàn jiā shàng ge xuè jiù shì qǐ, từ qǐ này ở trên thêm chữ xuè này là chữ qǐ, là gỡ gỡ xe. Qǐ de zuǒ biān jiā shàng mù jiù shì yǐ zì de yǐ, từ qǐ này mà bên trái thêm chữ mục của mục thì là cái ghế, chữ ghế của cái chữ ghế, chữ chỉ của ghế. 现在我们来猜猜这些部分能拼出什么字来。Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đoán xem những cái bộ phận này sẽ ghép hợp thành những cái từ nào. Rỉn, dẻn. Thì cái phần này các bạn tự làm nhé. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới cái bài viết này, mình sẽ trả lời sau. Mù, mù, hỏa, hỏa, rì, yue, shì, tiền, xin, tiền, xin. Mù, mù, cái chữ này là của mù luôn. Yáng, ta. Yǒu de hàn zì, shēn zì, shì shàn sì gè zǔ phân pin chú lại tờ. Ví dụ, có những chữ Hán thậm chí là dùng 3-4 từ mà phân ra để phiên thành. Bộ phận pin pin chú lại tờ đấy là dùng gồm nhiều bộ phận ghép lại với nhau. Ví dụ, 3 cái khẩu pin chú pin, giống như 3 cái miệng, 3 cái khẩu thì là thành chữ phẩm của sản phẩm. Sàn cơ mù chứ sư sân, 3 chữ 1 thì là chữ thăm, tức là rừng đó các bạn ha. Sàn cơ rư chứ sư chinh, 3 chữ nhật thì là chữ chữ tinh ha, thủy tinh, chữ tinh là cũng này. Ta gia y chỉ chả chả chữ điện, mọi người hãy cùng nhau tìm tra từ. Khăn khăn chinh sợi thủ sử, khở yi pin chú nạ xie chữ bạc. Hãy cùng nhau xem chữ chiến, thủy, thổ, đá thì là có thể phiên thành những từ gì. Toàn, đoạn, sân sử. Cái phần ở trên các bạn tự làm nha. Có cái gì thì cứ để lại phần comment bên dưới. Chế su, chế su là kết thúc. Liu xia là bỏ lại, là lưu lại. Tuần, tuần là tấn. Xuyên truyền, xuyên, xuyên truyền, xuyên truyền là tuyên bố. Hải bào, hải bào là cái poster. Chữ này chữ nghiễn ha, sorry. Nghiễn, nghiễn. Yì zì, yì zì là cái ghế. Trả, trả là tìm kiếm. Chữ điển là tự điển. Và phần bài học của chúng ta đến đây là kết thúc, vì hôm nay là không có phần cấu trúc câu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Zài jiàn. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh và cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.